trong một thế giới vội vã mà người ta chỉ bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài hào nhoáng? Liệu có tồn tại một tình yêu chỉ dựa vào nhân cách và vẻ đẹp tâm hồn? Họ là ai? Tình yêu bắt đầu từ nơi đâu? Bằng lý trí hay con tim? Bằng vật chất hay sự chân thành? Liệu một nhân cách tốt đẹp có chiến thắng được ngoại hình xấu xí? Hãy đón xem Lựa Chọn Của Trái Tim. Cái thời gian mà mình cảm thấy khó khăn đó là khi bố mình bị tai nạn, tất cả mọi gánh nặng về tài chính đặt lên vai của mẹ của mình và cũng như là của em trai. Để phụ giúp, mình đã từng phát tờ rơi làm bưng bê tại quán cà phê, bồi bàn tại các quán ăn, nhà hàng. Khoảng thời gian đó giúp mình tôi luyện cái ý chí vững vàng và bước đi bằng đôi chân của mình trong cuộc sống cũng như là trong sự nghiệp của mình sau này. Nam chính tuần này là Nguyễn Hoài Thanh, nghệ danh Hoàng Thanh. Chàng ca sĩ MC 28 tuổi, quê Hải Dương, đang hoạt động ở Hà Nội. Biến cố gia đình buộc Hoàng Thanh phải sớm rắn giỏi để bươn trải vào đời. Không biết chàng thanh niên nghị lực năm đó giờ đây đã trở thành một người đàn ông như thế nào nhỉ? Mình là một người khá là hòa đồng, vui tính, thân thiện với tất cả mọi người. Có một cái niềm đam mê với thể thao, cây cảnh, đọc sách. Cái điểm là trong một vài tình huống thì mình hơi nhút nhát một chút. Mình cũng rất chăm chút đến vẻ bề ngoài. Nếu mà chấm điểm, mình xin nhận một con số đó là điểm 7. Tính cách có lẽ là mình được 7 điểm rưỡi. Chà chà, một chàng trai vừa yêu thích thể thao lại ham mê cây cảnh thì ắt hẳn đã từng thu hút rất nhiều cô gái rồi đây. Hãy chia sẻ thêm một chút về tình trường đi nào Hoàng Thanh. Mình trải qua 2 mối tình. Ấn tượng nhất là mối tình đã gắn bó với mình 6 năm. Mình với người yêu cũ chia tay do dễ cãi lộn. Sau khi chia tay thì mình cũng vẫn làm bạn với người yêu cũ. Ồ, cuộc tình của Hoàng Thanh đã phải chấm dứt vì hai người dễ xảy ra tranh cãi với nhau ư? Không biết giờ đây Hoàng Thanh sẽ chọn một cô gái như thế nào để không đi vào vết xe đổ trước đó vậy? Hoàng Thanh thích những cô gái có chiều cao hơi khiêm tốn một chút, khoảng 1m60, gương mặt hơi góc cạnh, mái tóc dài, kém mình từ 4 đến 5 tuổi, làm một công việc văn phòng, là một cô gái của gia đình, biết chia sẻ cũng như là thấu hiểu với công việc và nghề nghiệp của mình hiện tại. Cái tính cách của những người phụ nữ mà không thích nhất là cái tính nói hơi nhiều. Chà chà, xem ra Hoàng Thanh đã vạch ra rất rõ những tiêu chí của một cô người yêu lý tưởng rồi đấy. Để xem Thị Mai, cô em gái đang làm kỹ sư xây dựng của anh, sẽ có thêm những bật mí thú vị gì về nam chính nhé. Ôi ơi, hôm nay mình thấy mắt của anh Thanh rất là dễ thương, chưa bao giờ thấy xuất hiện trong một hình ảnh như thế này. Anh Thanh ở nhà là một người anh rất là biết chiều các em, tại vì anh Thanh là anh cả mà. Cái việc gì khó là cứ để nhường cho anh. Anh Thanh rất là nhẹ nhàng, biết quan tâm đến người khác. Quan trọng nhất là anh Thanh là một người của gia đình. Cái kỷ niệm mà mình nhớ mãi là ngày xưa khi mà còn đi học đại học ở Hà Nội á. Hôm đó là mình hết sạch tiền, không còn một đồng nào hết. Mình gọi điện cho Thanh thì Thanh còn 130.000. Xong sau đó Thanh giao, Thanh đưa cho mình 65.000. Người phù hợp với anh Thanh có lẽ là một người biết quan tâm, hiền dịu, hơi có cá tính một chút. Chúc may mắn nhá. Lời chúc đã được cô em gái Thị Mai đưa ra. Vậy thì còn ngần ngại gì nữa mà người anh trai lại không tự tin đi tìm cô gái trong mộng của mình đi nào Hoàng Thanh? Chỉ cần nhớ rằng hãy luôn để trái tim trong lòng ngực làm kim chỉ nam cho bạn nhé. Có thể miêu tả mình trong vòng 3 tính từ là vui vẻ, thân thiện, dễ tính. Ưu điểm của mình là hoạt bát, cởi mở, năng động, dễ hòa nhập. Khuyết điểm của mình là nói hơi bị nhiều. Chấm điểm ngoại hình của mình khoảng 7/10. Tính cách thì chắc cũng 7.5/10 thôi. Bình thường mình buồn thì mình hay đi cà phê hoặc là đi xem phim một mình để dành một cái khoảng không gian riêng, yên tĩnh cho bản thân, tận hưởng mọi thứ và nhìn nhận lại là cái việc đó có đáng buồn hay không. Lục Hồng Kiều Diễm, cô sinh viên 22 tuổi, trường Đại học Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay sẽ là nàng thơ đầu tiên tìm lối vào trái tim Hoàng Thanh. Biết tìm cho bản thân một khoảng lắng để suy ngẫm về những nỗi buồn trong cuộc sống ư? Vậy không biết cô gái xem trường rất có chiều sâu tâm hồn này đã từng có mối tình nào chưa nhỉ? Mình đã trải qua cũng khá khá mối tình với một anh lớn tuổi là mối tình ấn tượng nhất với mình, tại vì lúc nào mình cũng cảm thấy vui và hạnh phúc, nhưng mà không tới được với nhau nên cả hai đã quyết định là dừng lại. Sau khi chia tay, anh ấy hiểu lầm mình và nói với mọi người bạn bè của mình là mình bắt cá hai tay đào mỏ ảnh, mà trong khi mình chưa ăn một đồng nào của ảnh cả. Mình cũng chả làm gì sai với ảnh, nhưng mà kiểu như là ăn không được thì đập đổ vậy á. Quái oan thay, mối tình ấn tượng nhất cũng lại là mối tình để lại cho Kiều Diễm nhiều ác cảm đến vậy. Thế giờ đây, không biết cô gái này sẽ muốn có một người bạn trai như thế nào nhỉ? Hiện tại mình mong muốn gặp được một người bạn trai điềm đạm, trưởng thành, hiểu chuyện hơn, lớn hơn mình từ 5 tuổi trở lên. Làm ở lĩnh vực nào cũng được, nhưng mà làm lời kinh doanh thì vẫn tốt hơn. Cao hơn mình một chút, khoảng 1m75 trở lên thì cũng được. To con hơn mình một xíu, tại vì mình cũng đã to rồi. Không cần phải quá điển trai đâu, chỉ cần nhìn được là được. Tính tình mà mình không thích nhất ở người con trai đó là ghen tuông và gia trưởng.
Ồ, xem ra Kiều Diễm cũng không quá kén chọn đâu. Chỉ cần chàng trai ấy trưởng thành, không ghen tuông và có thể khiến cô ấy cảm thấy bé nhỏ là được. Để xem người cô họ Thị Hoa sẽ hé lộ gì thêm khi đến cổ vũ Kiều Diễm ngày hôm nay nhé. Cô nhìn ba con à? Đi đâu mà trang điểm kỳ cục vậy? Bạn trai nhìn dài làm sao mà hẹn hò với con được? Con thử lòng xem con là qua nhan sắc này người ta có thích thiệt con không đó cô? Diễm là cũng ngoan ngoãn, ở nhà văn lời cho mẹ, học giỏi, học đại học nổi tiếng. Cô cũng bình thường, không có gì nổi tiếng đâu. Trước giờ là cô cũng chưa thấy nó dẫn bạn trai về ra mắt với mọi người. Cô mong muốn có cháu rể là ngoan ngoãn, đẹp trai, giỏi, văn lời cho mẹ, bà con giọng họ. Khi nào chuẩn bị cưới thì con có dẫn về ra mắt cho cô con á. Rồi chừng nào cưới con? Chừng nào cưới là con sẽ ra mắt cho cô yên tâm, cô đợi. Hôm nay thì cô cũng mong muốn cho cô sớm được có một đứa cháu rể. Sớm nữa là cô được chúc mừng ly rượu trăm năm. Dạ con cảm ơn cô. Chà chà, xem chừng người cô họ Thị Hoa đã rất muốn có cháu rể rồi đấy. Vậy là bạn càng có thêm động lực để ngày hôm nay thể hiện thật xuất sắc trước Hoàng Thành rồi Kiều Diễm nhé. Nhưng trước khi Kiều Diễm gặp được nam chính, chúng ta vẫn còn hai ứng cử viên nặng ký nữa cần gặp gỡ. Ưu điểm của mình là thẳng thắn, trung thực và rất là chân thành. Nhược điểm của mình là hơi nóng tính. Mọi người xung quanh thì hay nhận xét mình là quá trẻ con, đôi khi là hay nghĩ bi quan nữa. Mình rất là thích tập gym. Phương châm sống của mình bây giờ là you only live once. Thế nên là mình phải biết yêu thương bản thân mình trước hết thì mới có thể yêu thương được người khác. Đây chính là cô giáo dạy tiếng Anh 29 tuổi Lila. Có phương châm sống là phải biết yêu thương bản thân trước khi yêu thương người khác ư? Vậy không biết cô gái trân trọng chính mình này đã từng có lần yêu thương người khác như thế nào rồi nhỉ? Mình đã trải qua 3 mối tình. Đáng nhớ nhất là mối tình thứ 3 với chồng cũ. Anh ấy thường ngắt hoa ở ven đường tặng mình. Quen nhau được hơn 5 năm, yêu nhau hơn 2 năm thì quyết định kết hôn. Ồ, một tình yêu sâu đậm với những kỷ niệm thật giản dị nên thơ nhưng lại không thể trường tồn cùng năm tháng ư? Lý do đổ vỡ là gì vậy? Có thể tiết lộ thêm một chút nữa được không, Lila? Chúng mình đã không tìm được tiếng nói chung và chúng mình hết yêu nhau. Mình bị sâu rất là nặng nhưng mà rất là may mắn là bên mình thì luôn có con gái của mình. Năm nay đã 5 tuổi. Hạnh phúc gia đình tan vỡ là điều không ai mong muốn. Nhưng khi buộc phải đối mặt để lựa chọn, bà mẹ đơn thân Lila đã xoay sở để bước qua khoảng thời gian đấy như thế nào vậy? Cái thời gian mà mình quyết định ly hôn thực sự là cái khoảng thời gian đáng sợ nhất. Mới đầu gia đình mình không ủng hộ và mọi người nói mình là ích kỷ tại vì không nghĩ đến con. Mọi người sợ họ hàng, hàng xóm, đàm tếu. Nhiều lần mình còn nghĩ đến cái chết rồi. Nhưng mà vì con mình gượng dậy được. Dần dần mọi người cũng hiểu ra và cũng ủng hộ và ngày càng thương yêu mình hơn. Bây giờ mình với chồng cũ rất là thoải mái rồi. Thống nhất với nhau là một tháng cả bố cả mẹ đưa con đi chơi. Sóng gió nào rồi cũng đi qua. Và thật mừng, Lila đã tìm lại được sự bình yên trong cuộc sống. Nhưng với một trái tim nồng ấm, khao khát yêu và được yêu, không biết giờ đây Lila sẽ muốn một người đàn ông như thế nào bước vào cuộc đời mình vậy? Mình mong chờ gặp được một người bạn trai có lòng thương người, bao dung, tâm lý một chút. Cái quan trọng là hiểu mình, luôn luôn phải chân thành trong mọi chuyện. Ồ, xem ra sau tất cả, Lila giờ đây chỉ cần một đôi tay biết đỡ đần và một tấm lòng biết thấu cảm. Để xem anh bạn thân từ thời cấp 3, Tuấn Nghĩa, sẽ hé lộ gì thêm khi đến ủng hộ Lila nhé. Nhận ra không? Nhìn mặt thì không nhận ra thế nhưng mà nghe giọng thì đã nhận ra rồi. Thấy thế nào? Thấy ghê. Lila là một cô gái hiền lành. Nhưng mà hiền quá khiến cho người khác có thể là rất là dễ dàng bắt nạt được cô ấy. Từ cái thời mà cấp 3 đến giờ là luôn luôn Lila là cái người mà để cho mình trêu chọc. Không lẽ là mình lại yếu đuối như thế ư? Cái yếu đuối đấy nó hiện luôn ở trên cái khuôn mặt á. Bạn ấy còn có thể nấu ăn rất là ngon nhưng mà lại có một chút gì đó là hơi bị lười. Khi mà sai mãi hay là nhờ mãi thì bạn ấy mới làm một cái chuyện gì đấy. Nhưng mà nếu mà bạn ấy đã đồng ý nhận lời để làm, mọi thứ có thể gọi là hoàn hảo. Về tình yêu thì Lila là một người con gái rất là trung thủy và yêu sâu đậm. Thế nhưng mà mình thấy là cần phải có một chút dứt khoát hơn, có một chút cái tôi của mình hơn. Một người đàn ông phù hợp với Lila thì người đấy phải có một sự bao dung, một sự chân thành. Đôi lúc phải có một chút điên điên crazy một chút. Thay cho những cái lời chúc chân thành nhất đến từ mình, mình sẽ gửi tới Lila một đoạn trong một cái bài hát. Một người mãi đi
tìm nơi chân mây cuối trời, trói con tim khờ dài, chờ đợi tình yêu đến trong cuộc đời. Anh Thư. Không có gì. Chà chà, ca khúc Bè Bổng của Tuấn Nghĩa đã giúp cho Lila thấy phấn chấn lên rất nhiều rồi kìa. Mong rằng những lời chúc của Tuấn Nghĩa sẽ thành sự thật, Lila nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy gặp ẩn số cuối cùng. Để filter về bản thân thì mình dùng tính từ hồn nhiên, đôi lúc cũng dễ thương. Mình thích nghe những bài hát buồn, tại vì giai điệu của nó rất là êm ái. Ưu điểm của mình là ca hát. Nhược điểm của mình là vì quá vô tư cho nên cũng đôi khi không có hiểu được cảm xúc của người khác. Chấm điểm ngoại hình thì mình cho mình 7/10. Tính cách mình cũng chấm 7/10. Nhân vật bí ẩn cuối cùng của ngày hôm nay chính là Phạm Tường Vi, cô sinh viên năm 2, trường Đại học Hoa Sen, thành phố Hồ Chí Minh. Có thế mạnh là ca hát, lại sở hữu tính cách hồn nhiên, đôi khi đáng yêu ư? Vậy Tường Vi ắt hẳn đã khiến bao chàng trai phải trồng cây si qua tháng qua ngày rồi đây. Hãy chia sẻ một chút về chuyện tình cảm của mình đi nào, cô gái. Mình trải qua 3 mối tình mình nhớ nhất cách đây 1 năm. Kỷ niệm mình nhớ nhất là hôm đó là hai đứa đi ăn nhưng mà trời mưa, mà hai đứa không có mưa, dầm mưa nguyên cả đoạn đường về nhà rồi hai đứa bệnh luôn. Lý do chia tay là mình không hiểu bạn đó và cả hai có nhiều cái suy nghĩ khác nhau, không có cùng quan điểm. Wow, cơn mưa nào đến rồi cũng phải đi. Và câu chuyện lứa đôi dẫu đẹp như một bài ca của Tường Vi vẫn phải đi vào hồi kết bởi cả hai không tìm được tiếng nói chung. Và giờ đây, cô gái này sẽ muốn một chàng trai như thế nào vậy? Mẫu người của mình thích là cao ráo, có nụ cười đẹp, ga lăng, có sự tốt với mọi người, nhất là với gia đình của mình, chung thủy, tình kết. Lớn hơn mình 10 mấy tuổi, nghề nghiệp thì mình không quan trọng, chỉ cần bạn đó có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Tính tình của người con trai mình không thích nhất đó chính là quá đàn bà, keo kiệt và lăng nhăng. Ồ, xem chừng Tường Vi sẽ đặt ra không ít thử thách cho Hoàng Thanh đây. Bởi người con trai cô mong muốn không những phải tốt mà còn rất tốt với cả gia đình của Tường Vi nữa đấy. Vậy còn chờ gì mà không chia sẻ một chút về gia đình của bạn đi nào, cô gái? Khoảng thời gian mà mình nhớ nhất là khoảng thời gian lớp 6, ba mẹ mình ly dị. Đó thì mình vô tư lắm, mình nghĩ là không sống được thì thôi. Sau này lớn lên suy nghĩ lại thì mình nghĩ là giá như có thể quay lại thời gian thì mình sẽ kêu ba mẹ mình là không nên xa nhau. Lúc ba mẹ mình ly dị thì mình không chọn ở gia hết, mình nói là mình ở nhà bạn thân của mình. Mẹ mình kêu là bây giờ cho hai đứa ở với lại ba để ba nuôi đi học. Bây giờ mối quan hệ của mình với ba mẹ rất là tốt, ai cũng có gia đình riêng và mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Chà chà, khi gia đình lớn đã êm ấm hạnh phúc thì chẳng phải là thời điểm đã chín muồi để tậu cho mình một người bạn trai thật lý tưởng phải không Tường Vi? Để xem Thu Thủy, cô bạn thân từ thời cấp 2 sẽ hé lộ gì thêm về tình yêu và cuộc sống của Tường Vi khi đến cổ vũ ngày hôm nay nhé. Quá vậy? Không nhận ra tôi là bất ngờ quá, nhìn lạ quá, không nhận ra. Vi là một người cá tính, năng động, tự tin. Không có, không có. Nhược điểm của Vi thì chắc là không có đâu. Tại vì Vi là một người hoàn hảo đối với mình. Lúc mà yêu nhau thì Vi chỉ có một người thôi, quan tâm, lo lắng cho người mình yêu. Đôi khi vô tư quá chắc là sẽ làm người mình yêu buồn. Theo mình nghĩ thì Vi phù hợp với một người trưởng thành, hiểu Vi, quan tâm Vi và chăm sóc cho Vi. Tại vì tôi con nít quá phải không bà? Đúng. Chúc Vi thành công. Ồ, xem chừng sự xuất hiện của Thu Thủy đã khiến Tường Vi phấn chấn lên rất nhiều rồi đấy. Vậy thì hãy thật tự tin và rạng rỡ để gieo được mầm yêu vào trái tim của Hoàng Thanh, cô gái nhé. 3 cô gái, 3 cá tính. Ai sẽ là mảnh ghép Hoàng Thanh đang tìm kiếm và ai sẽ là người phải lột mặt nạ ra về? Tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của trái tim. Không gian hẹn hò của lần gặp gỡ đầu tiên diễn ra ở một quán cà phê trẻ trung, hiện đại. Hoàng Thanh đã đến từ rất sớm và đang nghe nhạc trong lúc chờ đợi cô gái đầu tiên xuất hiện. Và kia rồi, Kiều Diễm đã có mặt để bắt đầu cuộc hẹn với nam chính của chúng ta. Anh chào anh. Em, sao em không ngồi? Mình thấy ảnh mặc rất là gọn gàng, rất là sạch sẽ. Mình cũng thích cái phong cách ăn mặc như vậy. Hôm nay rất vui được gặp quen với anh. Anh cũng cảm thấy rất vui khi được làm quen với em. Em tên là gì? Dạ em tên là Diễm, anh tên gì ạ? Anh là Hoàng Thanh. Dạ em 23 tuổi rồi, không biết anh bao nhiêu tuổi rồi ha? Wow, Kiều Diễm đã chủ động giới thiệu tuổi của bản thân. Xem ra cô nàng có lối tư duy rất hiện đại đấy. Anh 29 tuổi và hiện nay thì anh đang làm việc và sinh sống ở ngoài Hà Nội. Cái lứa tuổi của anh là đã đủ trưởng thành rồi, đủ nhìn nhận về tình yêu, tình cảm. Cái độ tuổi này mình thấy là phù hợp. Thì không biết là em bây giờ đang ở đâu?
Dạ hiện tại em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Sinh viên năm cuối sắp ra trường, không biết anh làm nghề nghiệp gì ha? Anh là ca sĩ với cả MC luôn. Mình rất là đánh giá cao những người làm nghề MC tại vì họ rất là nhạy bén, ăn nói lưu loát và có thể nắm bắt tình hình rất là nhanh. Em thì thích một người đàn ông chững chạc, có tiền, có cơ đồ, có tài sản, hay là thích một người đàn ông có ngoại hình đẹp, đẹp trai? Đàn ông cần phải chững chạc, cần có ý chí phấn đấu trong sự nghiệp. Đàn ông có ý chí thì ta sẽ quyến rũ được nhiều người phụ nữ thôi. Còn nếu mà về ngoại hình thì mình nhìn được là được thôi, nhưng không cần phải là quá đẹp đâu. Đó là một cái quan điểm rất là sâu sắc và chững chạc. Tức là nếu như mà cho em chọn người đàn ông có tiền và người đàn ông đẹp trai thì em sẽ chọn người đàn ông có tiền, đúng không? Hay là được cả hai thì tốt. Đúng không? Cái này khó quá. Tại vì thường nếu mà mình thích một người là mình phải từ bằng cách nói chuyện, mình phải hợp ý nhau coi. Nhiều khi có tiền mà không hợp ý nhau thì mình cũng đâu có nên cơm nên cháo gì đâu. Mà đẹp trai quá thì cũng khổ. Những người đẹp trai rất là nhiều, cái chị gái thích thì cái tỷ lệ cạnh tranh nó cao. Nếu để đánh giá về bản thân mình, em tự thấy em có những cái điểm gì? Ưu điểm của em là em hòa đồng, em đi đâu em cũng nói chuyện được hết. Cái đó là ưu điểm cũng là khuyết điểm của em. Mình sợ lỡ quá, vừa nói nhiều còn nói nhanh nữa, cho nên sợ người ta vừa không nghe rõ em nói gì mà cũng vừa thấy phiền phiền á. Những người nói nhiều thường là những người khá là thông minh. Nhưng mà Hoàng Thanh nghĩ là bạn nên tiết chế lại một chút. Ồ, hãy bình tĩnh và kiềm chế thói quen nói nhiều và nói nhanh của bản thân ngay đi nhé, Kiều Diễm. Bởi Hoàng Thanh đã chú ý đến điểm này của bạn rồi đấy. Ngoại hình thì sao? Em tự đánh giá mình là người như thế nào? Tại em cảm thấy là em cũng hơi mập cho nên là không đánh giá cao về ngoại hình của mình lắm. Mập cũng có cái đẹp của mập chứ. Rất nhiều người mập chinh phục cái trái tim của đàn ông bằng những cái duyên, những cái sự khéo léo của người ta. Vậy khi yêu xa thì em sẽ như thế nào? Dạ em cũng chưa từng yêu xa nên em cũng không biết thế nào. Nhưng mà nếu mà lâu lâu vô gặp nhau cũng được. Với lại yêu xa thì chỉ là mình phải có niềm tin. Em có nghĩ là xa mặt thì sẽ cách lòng không? Xa mặt cách lòng là do tâm trí của mỗi người thôi. Nếu mà mình thực sự thương người đó, yêu người đó thì xa mặt sẽ không cách lòng. Hoàng Thanh cũng đồng ý với quan điểm đó. Vậy là cuộc hẹn hò của Hoàng Thanh và Kiều Diễm cũng đã kết thúc khi cả hai cùng tỏ ra không ngại ngần với chuyện yêu xa. Hãy xem họ đang nghĩ gì về nhau nhé. Trong buổi nói chuyện mình cảm thấy anh ấy nói khá là ít mà mình lại nói khá là nhiều, thì mình sợ rằng ảnh sẽ cảm thấy phiền vì mình nói nhiều mà mình vẫn chưa hiểu rõ được hết cái tính cách suy nghĩ của anh. Diễm là một cô gái khá là tự tin, cá tính và năng động. Nhưng mà thú thật là trong cái cuộc trò chuyện vừa rồi có những cái câu mà mình không thể nghe rõ được bạn đã nói cái gì. Nói quá nhanh và quá nhiều. Thì không biết là liệu trong tình yêu thì bạn Diễm, bạn ấy có tiến đến một cách nhanh như vậy không? Và Hoàng Thanh cũng lo sợ một điều nữa, đó chính là những cái gì mà nó đến nhanh quá thì sợ nó cũng ra đi cũng sẽ rất là nhanh. Ồ, đừng vì quá lo lắng mà vội vàng quy kết cho Kiều Diễm nhé Hoàng Thanh. Ngay lúc này bạn hãy thật bình tâm, bởi phía trước vẫn còn hai cuộc hẹn nữa cơ mà. Và kia, Lila cũng đã xuất hiện đây rồi. Chào em ạ. Em chào anh. Ngồi đi. Mình thích cái cách ăn mặc của anh ý, trông rất là khoản. Anh nghe giọng của em hình như là em cũng là một người ở ngoài Bắc đúng không? Vâng đúng rồi, em từ Hà Nội vào đây ạ. Anh cũng vậy. Em xin em bao nhiêu? Em xin phép nói tiền sau ạ. Vâng. Ôi thôi, dường như quá thoải mái trong cuộc hẹn trước nên lần này Hoàng Thành lại mắc lỗi đường đột hỏi tuổi phụ nữ rồi. Kiểm chế chút đi nào chàng trai, dù cho trái tim có đang thấy háo hức và dạo dực đến thế nào đi chăng nữa. Anh hiện đang làm gì ạ? MC hay là ca sĩ? Em có cảm thấy công việc đó nó có ảnh hưởng gì đến tình cảm nam nữ không? Không ạ. Em thấy là cái việc mà nghề nghiệp hay là khoảng cách hay gì đấy chẳng có cái vai trò gì cả. Quan trọng là lòng người thôi ấy. Đó là một quan điểm rất là thú vị. Em hiện tại bây giờ thì làm gì hay vẫn đang đi học? Em giáo viên dạy tiếng Anh cấp 2, cấp 3. Ta là một người khá là chỉn chu, nề nếp và có lẽ là một người chăm con cũng khá là tốt, một người phụ nữ của gia đình. Xem ra Hoàng Thanh rất có thiện cảm với nghề nghiệp của bạn rồi đấy. Lila, hãy phát huy lợi thế để chiếm được cảm tình của Hoàng Thanh nhé. Trước đây thì em đã từng trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức ạ, thì là 3 mối tình ạ. Và mối tình thứ 3 gây cho em nhiều tổn thương nhất thì đó chính là với chồng cũ của em. Ngay lần gặp đầu, Lila đã quyết định để Hoàng Thanh biết cô từng giang dở một lần đò. Lý do gì bạn đưa ra quyết định xem chừng có phần liều lĩnh nhảy vậy cô gái? Mình quen sống thẳng thật rồi thì thà rằng nói trước còn hơn sau này mới nói, hay là sau này để anh ấy phát hiện ra thì lại thành nói dối. Và vấn đề này cũng chẳng vì gì mà phải nói dối cả. Đó cũng là một cái rào cản khá là lớn, nhưng mà mình sẽ cần phải tìm hiểu thêm nữa. Với một người phụ nữ đã từng có gia đình, em quan niệm như thế nào về tình yêu bây giờ? Và nếu như mà có một cái mối quan hệ tiếp theo đây, em mong muốn cái điều gì ở người đàn ông ấy? Em thấy tình yêu bây giờ ấy gọi là bớt ảo tưởng đi một tí. Nói một cách thẳng thắn hơn đó là chúng ta cần thực tế một xíu, ở với nhau và hiểu và thông cảm. Cái này thì cũng rất là đồng quan điểm với Hoàng Thanh, yêu nhưng mà mình không nên mù quáng. Còn câu hỏi thứ hai là em cũng mong muốn rất là đơn giản thôi. Bạn trai có nghề nghiệp ổn định rồi, chỉ mang cho tính chất tương đối, ý là cũng phải lo cho bản thân anh đấy được rồi.
thế mà muốn có một mối quan hệ mới ạ? Thì anh mong muốn gì ở bạn gái? Điều đầu tiên là hiểu, thông cảm cho cái công việc cũng như cái nghề nghiệp của anh. Tại vì anh phải đi rất là nhiều nơi, đi rất là nhiều ngày. Vâng, em hiểu. Nếu mà có yêu nhau thì tuy nhiên là khi nghe cái thông tin đấy thì rất là buồn. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn á là mình sẽ thông cảm được cho anh ấy. À, em đã có con gái, một bé gái 5 tuổi ạ. Ồ, Lila cũng đã quyết định tiết lộ cho Hoàng Thanh biết về sự hiện diện của cô con gái yêu. Không biết Hoàng Thanh sẽ đón nhận thông tin này ra sao nhỉ? Điều đó với Hoàng Thanh là cũng khá là căng thẳng và phải suy nghĩ rất nhiều trong cái chuyện tình cảm. Mình thực sự là cần một người dũng cảm, yêu thương mình và yêu quý cả con của mình nữa. Thế thì em cũng có gia đình sớm đúng không? Khá sớm. Con gái xinh không? Xinh hơn mẹ. Trông vía rất là ngoan đúng không? Không ngoan lắm đâu. Không ngoan lắm. Vui vắng lắm đó. Hầu như bố mẹ nào cũng thế. Toàn thích con nhà người ta. Vâng ạ. Yêu single mom thì thực sự là không đơn giản. Mình chỉ hy vọng là anh ấy sẽ có thể thông cảm, hiểu và chấp nhận được. Ngày hôm nay rất là cảm ơn em về cuộc hẹn này. Và hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn nữa. Anh ơi, chúc mừng em có một món quà tặng anh ạ. Cảm ơn em rất nhiều. Món quà mình tặng anh ấy là một cuốn sách nói về những cái nghiên cứu khoa học mình thích đọc và thích tìm hiểu. Mình thấy có ấn tượng rất tốt với anh ấy. Hy vọng sẽ 70% anh ấy sẽ chọn mình là người đi tiếp. Một cuốn sách với một cái tiêu đề khá là ấn tượng. Ngơ đi một tí và vui lên một tí. Đời rất dễ sống. Chắc chắn mình sẽ đọc cuốn sách này. Hoàng Thanh nghĩ rằng bạn là một cô gái khá là sâu sắc và thú vị. Vậy là cuộc hẹn giữa Hoàng Thanh và Lila cũng đã kết thúc. Và bà mẹ một con Lila quả như danh tiếng trong mòn con mắt của gái một con cũng đã khiến Hoàng Thanh thấy thích thú rồi kìa. Nhưng này Hoàng Thanh, chớ quên là vẫn còn một cuộc hẹn phía trước nhé. Wow, hãy nhìn những bước chân gợi cảm và quyến rũ này xem. Và Tường Vi, cô gái cuối cùng cũng đã có mặt đây rồi. Hoàng Thanh khá là ấn tượng với ngoại hình, khá là sexy và cũng rất là chuẩn với những cái đường nét trên cơ thể. Hiện nay thì em đang đi làm hay là vẫn đang là sinh viên? Dạ, em là sinh viên năm 2. Em học ngành gì? Em học quản trị du lịch. Sau này sẽ ra làm những công việc liên quan đến du lịch, khách sạn đúng không? Dạ đúng rồi, em định là làm hướng dẫn viên du lịch đó. Em đã từng ra Hà Nội chưa? Đã chưa. Hy vọng là sẽ có một dịp anh sẽ được gặp em ở Hà Nội, làm hướng dẫn viên du lịch cho em chẳng hạn. Dạ, em cũng mong vậy. Em đã từng trải qua nhiều mối tình chưa? Dạ, em từng trải qua nhiều mối tình rồi. Nhưng mà em nghĩ đó là chỉ là tình bạn. Em mong muốn người yêu của mình như thế nào? Đầu tiên là em mong muốn người yêu của mình là phải chân thành, chung thủy, thật lòng á. Tại vì em thấy tình yêu hiện nay á không có thật lòng. Cũng không nên quá bi quan về tình yêu ngày nay. Còn có rất nhiều những mối tình đẹp. Vậy thì đối với một người con trai mà hiền lành và một người con trai mà cá tính một chút thì em sẽ thích cái mẫu người con trai như thế nào? Dạ, em sẽ thích mỗi người có tính, biết chủ động, biết cách nói chuyện. Anh ấy hỏi khá nhiều về mình thì mình cảm thấy gần gũi, dễ chịu mình. Nếu mà anh ấy không hỏi mình, chắc cả hai im lặng. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống thì những người đàn ông hiền lành thì lại cũng có những cái điểm hay cho nên cái gì cũng có hai mặt mà. Tại vì quá tình trước của em, anh ấy hiền thôi. Mà một khi mà có chuyện rồi thì em thấy thôi thà có tính đi, chứ đừng có hiền. Hiền mình bị bất ngờ. Thế em có phải là một cô gái ghen nhiều không? Hay ghen không? Ghen thì ai cũng có. Mà em thấy là mình yêu thì mình mới có ghen. Cái mức độ cao nhất của em khi em ghen thì em đã từng làm như thế nào? Em chỉ nói chuyện với lại người yêu của mình. Em không có làm gì quá đáng. Người ngoài nói thì em không có nghe. Em sẽ xác minh qua người yêu. Một cái cách hành xử khá là văn minh. Hoàng Thanh cũng rất là ưng ý. Em nghĩ sao về việc mà yêu xa? Dạ, cho em hỏi hiện tại anh đang ở đâu? Anh đang ở Hà Nội. Bình thường thì em không có yêu ai xa. Nhưng mà nếu mà tình yêu đủ lớn thì em nghĩ là được. Đủ lớn là như thế nào? Ví dụ? Là người đó tạo cho em một cảm giác an toàn, ấm áp. Em cảm nhận được tình yêu của anh đó dành cho em chân thành. Đây là một câu trả lời rất là hay. Một cái suy nghĩ khá là chững chạc với một cái độ tuổi như vậy. Vậy là cuộc hẹn thứ 3 cũng đã kết thúc. Hãy xem cả hai đang nghĩ gì về đối phương nhé. Anh ấy là một người rất là hiền lành, biết cách nói chuyện về khoảng cách, địa lý, không có quan trọng. Tường Vi là một cô gái khá nhẹ nhàng, sống tình cảm, nội tâm. Mình cũng rất muốn tìm hiểu thêm trong những cuộc hẹn tiếp theo. Chà, xem chừng là một quyết định không hề dễ dàng với Hoàng Thanh, bởi cả ba cô gái đều có những ưu nhược rất khác biệt. Chàng trai ơi, chớ nên suy nghĩ quá nhiều, mà hãy lắng nghe lời mách bảo của con tim nhé. Đã đến lúc chúng ta cùng lắng nghe lựa chọn của Hoàng Thanh. Ba cô gái, ai sẽ là người đầu tiên phải tháo bỏ mặt nạ ra về? Kết quả sẽ có ngay bây giờ. Đầu tiên anh xin được chia sẻ một chút về bạn Diễm. Diễm là một người con gái khá là vui tính, hòa đồng, rất là sôi nổi.
Và một điểm anh rất là thích ở Diễm đó chính là cái mẫu đàn ông mà em đưa ra, đó chính là một người đàn ông có ý chí. Và em cũng không quá quan trọng về ngoại hình của anh ta, nhưng mà có một cái điều, cái điểm mạnh của em chính là cái sự hòa đồng, cái sự vui vẻ đó. Thì nó cũng chính là một cái điểm yếu, đó chính là em nói quá là nhiều và em nói quá nhanh đến cái mức mà anh không thể nắm bắt được là em đang nói cái gì. Tại vì là em là một người sinh ra và lớn lên ở khu vực miền Nam, còn anh thì ở ngoài Bắc, nên là cái khoảng cách giữa ngôn ngữ thì nó cũng hơi xa nhau quá. Người thứ hai là Lila. Qua những cái chia sẻ của em, anh thấy em là một người khá là chín chắn, chững chạc và cũng là một người chắc chắn, thẳng thắn. Nhưng mà có một điều mà anh cũng khá là suy nghĩ cũng như là đắn đo, đó chính là hiện nay thì em cũng đang có một bé gái 5 tuổi. Đó là một cái rào cản khá lớn đối với anh. Về bạn Vi, anh thấy em là một cô gái khá là dễ thương, với một cái vẻ ngoài nhẹ nhàng. Sau cái lớp mặt nạ kia thì anh hình dung trong đầu anh là một cô gái có một cái vẻ đẹp tiểu thư, dễ thương. Nhưng mà có cảm giác như là em hơi bị rụt rè, thiếu tự tin trong cuộc sống. Các em có muốn nói gì với anh không? Em rất vui là đã được biết được anh. Những lời anh nói thì em cũng không thấy buồn. Có thể là có nhiều điều vẫn chưa truyền đạt được tới anh. Em sẽ cố gắng khắc phục bản thân hơn trong tương lai. Anh thấy em nói vẫn còn rất là nhanh. Cái đó là một cái khuyết điểm mà tới giờ em vẫn chưa khắc phục được. Nhưng mà em cũng đã nói chậm được hơn hồi xưa được một chút rồi. Còn hồi đó em còn nói nhanh nữa. Cho nên là anh cứ yên tâm, em sẽ cố gắng khắc phục bản thân hơn trong tương lai. Cô gái này cũng là một người khá là quyết tâm, mạnh mẽ. Em thấy hơi buồn, tại vì anh có nhắc đến chuyện single mom. Thực ra nó không liên quan gì đến cái mối quan hệ của chúng ta nếu có. Em nghĩ là giới trẻ bây giờ thì cũng phải suy nghĩ tiến bộ hơn một chút. Bây giờ chỉ nhìn vào mỗi cái single mom, có thể anh sắp bỏ lỡ một người quan trọng rồi đấy. Mình cũng khá là bối rối khi nghe cái lời chia sẻ đến từ Lila. Cảm giác như là mình đang làm tổn thương một người phụ nữ ấy. Anh cũng rất là quý em, nhưng mà đã bao giờ em thử đặt địa vị của em vào anh chưa? Thật ra em cũng không có rụt rè đến nỗi như vậy đâu. Nhưng mà không hiểu sao đứng trước anh thì em lại luôn hy vọng là một ngày đó em ra Hà Nội thì anh sẽ là hướng dẫn viên du lịch cho em, giống như lời có nói. Em có nói là chưa từng bao giờ yêu xa, và ngành nghề bây giờ em đang theo đuổi đó chính là cái ngành du lịch. Anh thì cũng là một người theo đuổi cái đam mê nghệ thuật. Thế nên là nếu như mà kết hợp với nhau, liệu rằng ở nhà sẽ là ai quản lý, ai sẽ là người chăm sóc con cái? Ban đầu thì em cũng tính yêu nghệ thuật, nhưng mà em suy nghĩ lại là em nên chọn du lịch hơn. Cho nên ngành nghề thì em thấy không quan trọng lắm. Còn việc yêu xa thì em không ngại ra Hà Nội, là em chỉ cần cái lý do thôi. Cũng rất là khó khi đưa ra được cái sự lựa chọn của mình. Và bây giờ người anh quyết định phải ra về sẽ là... Là nhân vật đầu tiên xuất hiện, cô sinh viên 22 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, kiều diễm, tạo ấn tượng nữ tính, sôi nổi và hiện đại trong mắt chàng ca sĩ ở Hà Nội Hoàng Thanh. Tuy nhiên, việc cô thiếu tiết chế bản thân trong việc nói nhanh và nói nhiều khiến Hoàng Thanh vẫn còn phải thực sự suy nghĩ. Em đi đâu em cũng nói chuyện được hết. Cái đó là ưu điểm cũng là khuyết điểm của em. Mình sợ lỡ quá, vừa nói nhiều còn nói nhanh nữa, cho nên sợ người ta vừa không nghe rõ em nói gì mà cũng vừa thấy phiền phiền á. Thanh nghĩ là bạn nên tiết chế lại một chút. Thẳng thắn và chân thành, Lila mang đến cho Hoàng Thanh hương vị chín chắn, đủ đầy của người phụ nữ 29 tuổi từng giang dở một lần đò. Tuy nhiên, cô con gái 5 tuổi của Lila thực sự là một rào cản rất lớn, khiến anh chàng 28 tuổi quê ở Hải Dương phải đắn đo cân nhắc. Em đã có con gái, một bé gái 5 tuổi ạ. Điều đó với Hoàng Thanh là cũng khá là căng thẳng và phải suy nghĩ rất nhiều. 19 tuổi, cô sinh viên thành phố Hồ Chí Minh Tường Vi thu hút ánh nhìn của Hoàng Thanh bởi thân hình bắt mắt và những đường cong quyến rũ. Tuy nhiên, liệu sự cuốn hút của vẻ đẹp hình thể và sức trẻ của Tường Vi có thể giúp cô ấy lấp đầy được điểm trừ rụt rè trong giao tiếp? Hoàng Thanh khá là ấn tượng với ngoại hình khá là sexy và cũng rất là chuẩn với những cái đường nét trên cơ thể. Người anh quyết định phải ra về sẽ là Vi. Khá bất ngờ khi anh gọi mình đầu tiên. Mình nghĩ đây không phải là sự thất bại, bởi vì tình cảm mà đâu có thể nói trước điều gì.
Em muốn hỏi là vì sao anh lại loại em trong khi đó em rất là chân thành? Anh rất là xin lỗi em, anh cảm nhận được cái sự chân thành của em. Nhưng anh nghĩ rằng anh cần một người lớn hơn một xíu nữa, với một cái sự chững chạc và một sự tự tin hơn nữa trong cuộc sống. Anh nói là anh cảm nhận được sự chân thành của em, vậy mà anh lại loại em. Như vậy là cảm nhận đó hả? Em nói cho anh biết, có những cái khi có mà không biết trân trọng thì mất đi rồi, đừng có tìm. Mình nhìn đôi mắt của bạn Vi thì mình cảm thấy đang làm tổn thương cô gái này. Mình cũng cảm thấy rất buồn. Chào anh. Vậy là Tường Vi là người đầu tiên phải dừng bước trong sự không bằng lòng. Giờ đây hãy cùng đến với gương mặt thật của cô gái này. Ồ, quả là một gương mặt vô cùng tươi sáng và xinh đẹp đúng không nào? Không biết Hoàng Thanh có hối hận khi nhìn thấy gương mặt này không nhỉ? Khá là giống với tưởng tượng của anh. Em rất là xinh, dễ thương. Mình nghĩ là khi nhìn gương mặt thật của mình thì anh ấy có một chút tiếc nuối đó. Nếu giả sử mà hẹn hò với gương mặt thật của mình thì mình nghĩ anh ấy sẽ chọn mình. Trước khi tháo mặt nạ thì em cũng đã nói với anh rồi là có không giữ mất thì đừng tìm. Không phải là em tự kêu, nhưng mà đổi lại cái sự chân thành của em thì khi mà anh nói tên em là người bị loại á, em cảm thấy rất là tổn thương. Y như là anh tạt một cái nước lạnh vào mặt em vậy đó. Nhưng mà không sao, em vẫn là người độc thân, coi như chúng ta không có duyên. Em chúc anh và hai bạn sẽ có một cuộc hẹn thật là thú vị. Tạm biệt anh. Sau chương trình này mình sẽ rút kinh nghiệm hơn, sẽ tự tin giao tiếp với mọi người hơn. Mình hy vọng rằng Vi sẽ trưởng thành hơn trong cuộc sống cũng như trong tính cách, trong tình yêu, để có thể tìm được một người nào đó xứng đáng và giúp Vi tìm được hạnh phúc. Chia tay Tường Vi, cuộc chiến tình yêu chỉ còn lại Kiều Diễm và Lila. Liệu sức trẻ sẽ giúp Kiều Diễm bứt phá thành công hay sự trưởng thành sẽ mang về cho Lila lợi thế tuyệt đối? Hãy đến với cuộc hẹn vòng 2 ngay bây giờ. Cuộc hẹn hò vòng 2 đã bắt đầu và Hoàng Thanh cũng đã có mặt ở điểm hẹn, là một khu vui chơi dành cho trẻ em. Ái chà chà, xem ra anh chàng cũng rất biết cách tìm lại tuổi thơ đấy chứ nhỉ? Mình vô cùng là bất ngờ khi Diễm hẹn tại một khu vui chơi như thế này, vô cùng thú vị. Mình muốn dẫn anh ấy đến một khu vui chơi của trẻ con như vậy là mình muốn là sau cái thời gian làm việc mệt mỏi, mình có thể vui chơi giống như những đứa con nít vậy, mình có thể thoải mái, thả lỏng tâm hồn mình hơn. Bình thường em có hay đến đây chơi không? Bình thường thì sau giờ học hoặc là sau giờ này em sẽ tới đây để thư giãn, hóng gió với lại xem mấy bé mình chơi rất là vui. Ngoài công việc học của em ra thì em có đi làm thêm cái gì? Thì em vẫn đi làm thêm part time, làm busy. Những công việc mà sinh viên mình cũng hay làm để mà kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Thôi mình không có nói chuyện công việc nữa, hôm nay là em hẹn là anh đã đi chơi, hay là mình thử đi chơi badminton đi, chưa bao giờ em trượt. Thử sức nhá, nào, xin mời. Rời không gian lộng gió thoáng đãng ở ngoài trời, Hoàng Thanh và Kiều Diễm thử sức với những đôi giày ba tanh để xem cả hai có làm chủ được đôi chân của mình không nào. Cảm giác mà hai người không biết trượt, lần đầu tiên trượt với nhau khá là vụng về, tới lên tới xuống. Tập chơi patin, bạn ấy cũng ngã rất nhiều lần. Qua những cách mà bạn ấy xử lý các tình huống, mình nghĩ cô gái này là một cô gái khá là cứng cỏi và có lẽ là rất là nghị lực. Sau một thời gian thử sức, xem chừng cả hai cũng đã thấm mệt rồi đấy. Nhưng tiếng cười đùa của cả hai thì vẫn vang lên không ngớt. Úi giời, tưởng thế nào vậy? Mệt không? Mệt con, trời ơi. Đầu tiên anh chơi cái môn này, sợ thế. Anh thấy trường mình nào thế nào? Anh thấy rất là khó nhưng mà cũng khá là hay. Nó sẽ tập cho mình cái việc giữ thăng bằng á. Ái chà chà, quả là một đôi tâm đầu ý hợp, không vội vàng từ bỏ khi gặp khó khăn. Cuộc hẹn của cả hai xem chừng đang diễn ra rất thuận lợi đấy. Vui lắm, nhìn thấy các bạn ấy đi mình rất là hâm mộ ấy. Nhưng mà hôm nay mình mới tập, không nhận là khó thật. Anh thử phát nữa. Hoàng Thanh quả là một anh chàng rất gan lì và có quyết tâm chinh phục đến cùng đấy. Và nhìn xem, nỗ lực của anh cũng đã thôi thúc Kiều Diễm tham gia cùng rồi kìa. Trong cái lúc mà chơi patin mình đã ngã rất là nhiều, phải nói là cũng rất là đau. Rồi nhớ hết người luôn. Chẳng nhẽ mình không chơi cái trò này, điên nhỉ, bực. Vậy là được rồi đó anh, nhưng mà anh mới tập thì là được rồi đó, đi một vòng không té là hay rồi. Anh sẽ phải tập tiếp.
anh đi thử đi, em ngồi nghỉ. Mình thấy là ảnh rất là thích thú, tại vì khi mà mình đã chơi mệt rồi, ảnh vẫn muốn đứng lên để trượt thêm một lần nữa. Chà chà, những bước đi của Hoàng Thanh xem chừng đã vững vàng hơn rồi kìa. Cố lên nào. Ôi không, lại ngã mất tiêu rồi. Đừng chán trường quá nhé Hoàng Thanh. Bao nhiêu người vẫn đang chăm chú theo dõi nỗ lực của bạn đấy. Sự xuất hiện của Hoàng Thanh và Kiều Diễm với những chiếc mặt nạ kỳ dị không ngừng thu hút sự chú ý của những người có mặt ở sân trượt Patang, đặc biệt là các em nhỏ. Nhiếp thôi đừng hư mặt nạ cô. Bây giờ cô đang tập trượt đó con. Con tập trượt, chú cũng đang tập trượt. Mình nhận thấy ở Diễm sự trìu mến cũng như dịu dàng đối với trẻ nhỏ. Mình rất là yêu thích cái điều này. Chú là người Bắc hả? Trời ơi, sao biết hay vậy? Nghe tiếng. Tiếng gì? Bắc, chú nói cho bạn nghe. Nói giọng Bắc cho bạn nghe, người ta khóa nghe giọng Bắc. Nói giọng Bắc hả? Ừ. Nói gì rồi? Nói tên là gì? Tên Nam. Tên gì? Nam à? Khôi Nam. Mấy bé hỏi rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà anh ấy vẫn trả lời hết tất cả. Và anh ấy không hề tỏ ra khó chịu. Mình rất là thích cái điểm này ở anh. Thôi mình đi về anh. Về ơi nha. Yeah. Ok, nào đi. Mình cảm thấy càng ngày càng có nhiều thiện cảm với anh hơn. Mình nghĩ là 70% thì anh ấy sẽ chọn mình là người cuối cùng. Diễm là một người khá là cứng rắn, cũng như là một người có ý chí, nghị lực, có chính kiến, chững chạc. Mình nghĩ là Diễm là một cô gái khá tốt. Ồ, vậy là cuộc hẹn đầu tiên đã kết thúc. Với cảm nhận về Kiều Diễm trong Hoàng Thanh là khá tốt. Nhưng chớ khoan đưa ra quyết định gì nhé Hoàng Thanh, bởi giờ đây vẫn còn một cuộc hẹn nữa đấy. Điểm hẹn thứ hai là một trung tâm dạy ngoại ngữ nơi Lila đang làm việc. Và kia, Lila cũng đã xuất hiện đầy duyên dáng đây rồi. Hôm nay thì mình hẹn anh ấy đến đây tại vì là lớp của mình đang quản lý có khá là nhiều bạn nhóc. Vậy nên là mình muốn xem anh ấy có yêu trẻ con thật không. Ồ, hóa ra đây là một phép thử khéo léo của Lila đấy. Để xem Hoàng Thành sẽ thể hiện ra sao nhé. Em làm ở đây lâu chưa? Em làm ở đây được gần 1 năm rồi. Vị trí của em là cô giáo chủ nhiệm của lớp. Công việc ở đây thì có vất vả không? Thời gian như thế nào? Không vất vả đâu ạ. Tại vì em dạy chính ở trường, còn cái này là part time ạ. Đến thì chỉ 1 tuần 2 buổi đến ạ. Còn khi nào mà có nhiều lớp thì em sẽ hỗ trợ các bạn. Vậy thì ngoài tiếng Anh ra thì em còn biết một số các ngôn ngữ nào khác không? Ngoài tiếng Anh ra thì em biết tiếng Đức ạ. Nói thử một vài câu tiếng Đức xem nào. Em yêu anh đi, nói như nào? Ich liebe dich. Anh ấy có đôi mắt đẹp, giọng hay, cách nói chuyện thì rất là hấp dẫn. Hài hước, anh ý làm mình cười nên là mình thấy rất là vui khi nói chuyện với anh ý. Thực ra thì tiếng Đức là văn bằng 1 của em. Bằng sư phạm tiếng Anh của em là văn bằng 2. Em thích tiếng Anh hơn nên là theo tiếng Anh. Còn tiếng Đức thì em thi giảng thì em có nhận dạy gia sư. Thế sau này thì cái định hướng của em trong tương lai sẽ ra sao? Nếu mà có đủ vốn thì em muốn một trung tâm tiếng Anh. Dự định này cũng khá là hay, chắc chắn sẽ thành công. Vâng, em cảm ơn anh. Hy vọng như vậy ạ. Anh ơi, thế anh đã từng hát bài tiếng Anh nào chưa ạ? Anh thì tiếng Anh chỉ biết một chút thôi. Thế nên là cái vốn tiếng Anh của anh thì hát tiếng Anh thì nó còn hạn hẹp lắm. Nhưng mà anh hy vọng sau khi quen biết em thì em sẽ bổ trợ, hỗ trợ anh thêm. Chắc chắn là em sẽ giúp anh rồi. Anh nghĩ là chắc là con gái ở nhà thì cũng học tiếng Anh tốt lắm đúng không? Vâng ạ, đúng ạ. Bé nhà em bắt đầu nói tiếng Anh từ lúc gần 2 tuổi. Đến bây giờ thì các cái giao tiếp thường ngày nói chung là biết hết rồi. Bé rất là thông minh. Một cái điều mà rất thú vị và Hoàng Thanh cũng rất thích ở cô gái này đó là cái sự giáo dục rất là văn minh với con nhỏ. Khi mà Hoàng Thanh lập gia đình thì cũng sẽ cho con của mình được học trong một cái nền giáo dục như vậy. Thế hiện tại bây giờ thì con gái em đang ở với em? Ở với cả bố và mẹ. Hôm thì bố đón, hôm thì mẹ đón. Bọn em thống nhất với nhau rồi, ý thích của con là nhất. Lila là một cô gái khá là chân thành, thẳng thắn và không giấu giếm mình bất cứ một chuyện gì cả. Giả sử sau chương trình này mình có hẹn hò gì đấy thì anh có vấn đề gì khi mà bạn gái mình là một single mom không? Hãy cứ để mọi thứ nó diễn ra một cách tự nhiên. Cái gì đến với mình thì mình sẽ sẵn sàng đón nhận nó. Hiện nay thì anh cũng thấy rất nhiều những bạn trẻ cũng có những cái hoàn cảnh giống như em chẳng hạn. Trong cuộc sống nó có nhiều những cái khúc mắc, những cái mà mình không thể hòa hợp theo được nữa thì mình dừng lại. Thì anh nghĩ cái điều đó rất là bình thường. Khi một người phụ nữ phải trải qua quá nhiều những khổ cực như vậy thì họ sẽ càng cứng rắn hơn, chững chạc hơn trong cuộc sống. Và mình cần phải trân trọng điều đó. Đến bây giờ thì em cảm thấy như nào? Có cảm thấy thoải mái không hay là vương vấn một chút nào nữa không? Vương vấn đi không? Bây giờ thì em cảm thấy rất là thoải mái. Bây giờ thì chỉ tập trung là cho sự nghiệp và nuôi con. Bây giờ mà có một mối quan hệ mới thì trước hết là mình sẽ nói chuyện với bé hàng ngày. Kể là mẹ đã quen chú kia, chú ý muốn gặp con đấy. Khi mà bé mà cảm thấy thích thú thì mình có thể hỏi ý kiến của bé là mẹ có thể rủ chú ý đi chơi cùng mẹ con mình được không? Chắc chắn là mình sẽ rất là tôn trọng.
cái ý kiến của bé nhà mình. Anh ơi, đến giờ dạy của em rồi. Em mời anh lên xem thử một buổi dạy của em nhé. Ok, anh rất sẵn sàng. Chà chà, không chỉ cho Hoàng Thanh thăm trung tâm, Lila còn để anh quan sát cảnh cô làm việc. Và Hoàng Thanh dường như cũng đang rất bị thu hút đấy. Hãy tự tin để ghi điểm nhé, Lila. Hôm nay anh ấy đến xem mình dạy. Mới đầu thì mình khá là ngại. Tại vì là từ trước đến giờ chưa có bạn bè hay là người yêu của mình mà xem mình dạy cả. Cảm giác của mình khi mà có người mình đang muốn hẹn hò đến xem mình dạy như thế khá là hay. Mình có cảm giác rất là vui. Anh có mệt không? Dạ em không mệt ạ. Anh để em lâu chứ? Không có gì, anh rất vui ngày hôm nay được chứng kiến em dạy như thế. Hy vọng là mình sẽ có lúc nghe nó đấy gần nhất. Anh sẽ được ngồi ở vị trí của những cái trẻ kia và em sẽ là giáo viên cho anh nhé. Vâng, em rất hân hạnh. Ok, anh về trước đây. Vâng, em chào anh ạ. Lila là một cô gái khá nội tâm, sâu sắc, có những cái định hướng rõ ràng trong cuộc sống. Khoảng 75% cô gái này sẽ có thể đồng điệu với mình. Đến giờ phút này thì mình rất là tò mò về khuôn mặt của anh ấy và cái xác suất anh ấy chọn mình là người cuối cùng sẽ khoảng 80%. Mình hy vọng sau chương trình thì bọn mình có thể đi hẹn hò. Nếu anh ấy sẵn lòng thì mình cũng rất vui khi được giới thiệu con của mình cho anh ấy. Vậy là cuộc hẹn cuối cùng cũng đã kết thúc với bao cảm xúc và dự định trong lòng của mỗi người. Nhưng đến phút cuối cùng, trái tim Hoàng Thanh thực sự sẽ lựa chọn ai? Cô sinh viên kiều diễm nói nhanh nói nhiều? Hay bà mẹ đơn thân Lila chín chắn? Kết quả sẽ có ngay bây giờ. Sau hai cuộc hẹn hò lần hai, Kiều Diễm và Lila đã trở lại trường quay để cùng đối diện với câu trả lời cuối cùng của Hoàng Thanh. Câu trả lời của anh ấy sẽ là gì? Hoàng Thanh sẽ lựa chọn ai? Ai sẽ là người ở lại buổi hẹn sâm panh? Ai sẽ là người phải gỡ mặt nạ ra về? Qua buổi hẹn hò với em Diễm, anh thấy em cũng có tiết chế nói nhanh và nói nhiều. Anh và em đã có một buổi đi chơi rất là vui. Anh thấy em là một cô gái khá là vui tính, hòa đồng thông qua những trò chơi đó. Cả hai đều không biết trượt patin và cũng đang ngã rất nhiều và ngã đau. Nhưng mà em vẫn cố gắng tự đứng dậy và cũng cùng với anh tập luyện cái môn thể thao đó. Và chúng ta đã chập chững bước đi được những cái bước đầu tiên. Còn về Lila, đối với anh, nghề giáo viên là một nghề rất là cao quý và anh đã được thấy em trong bộ trang phục là một người giáo viên và cũng đã được xem cái cách mà em truyền đạt kiến thức đối với các em nhỏ. Anh thấy lũ nhóc thì nó rất là hào hứng với cô giáo Lila, vui tính, hòa đồng và cũng khá là thẳng thắn đối với học sinh của mình. Nghiêm khắc nữa, anh thấy ở em sự chín chắn và chững chạc trong công việc và có lẽ đó cũng là cái tính cách ở ngoài đời của em. Và bây giờ lựa chọn của trái tim anh sẽ là... Trong cuộc hẹn hò vòng 2, sự trẻ trung không ngại chinh phục cái khó lẫn sự dịu dàng với trẻ em giúp Kiều Diễm ghi điểm với Hoàng Thanh. Nhưng liệu việc cô sinh viên 22 tuổi sống ở thành phố Hồ Chí Minh, cố gắng tiết chế nhược điểm nói nhanh, nói nhiều đã đủ để Kiều Diễm trở thành mảnh ghép hoàn hảo của chàng trai làm việc ở Hà Nội? Sự trìu mến cũng như dịu dàng đối với trẻ nhỏ, mình rất là yêu thích cái điều này. Hẹn hò tại một trung tâm ngoại ngữ, Lila hiện ra trong mắt Hoàng Thanh là một cô giáo dạy tiếng Anh đầy dịu dàng, ân cần và nghiêm khắc với học sinh đúng thời điểm. Tuy nhiên, đến cuối cùng, liệu anh có thể vượt qua rào cản là người phụ nữ 29 tuổi này đã có con gái sau một lần đỏ giang dở? Tên hiện tại bây giờ thì con gái em đang ở với anh? Ở với cả bố và mẹ. Hôm thì bố đón, hôm thì mẹ đón. Lựa chọn của trái tim anh sẽ là... Diễm. Vậy là trái tim Hoàng Thanh đã lựa chọn Kiều Diễm. Hãy xem niềm vui đang ngập tràn nơi cô kìa. Còn Lila đừng buồn quá nhé. Mình cũng không bất ngờ, tại vì là mình biết trước kết quả như thế. Anh ấy vẫn còn khá là trẻ, chưa đủ chín chắn, chưa đủ bao dung, chưa đủ cái độ crazy để có thể gọi là yêu hay là
có mối quan hệ nghiêm túc với một single mom. Mình tôn trọng ý kiến của anh ấy. Anh rất là xin lỗi và cảm ơn em đã dành thời gian cho anh trong chương trình này. Cái lý do cũng như là cái rào cản lớn nhất của anh không phải là hoàn cảnh của em. Anh nghĩ là cái thời gian nó cũng không phải là quá dài để chúng ta có thể thấu hiểu nhau để đưa đến một cái quyết định nó khác. Mình có cảm giác như là làm tổn thương một người con gái, không lấy gì làm vui cả. Nhưng mà mình không thấy sự quá thất vọng trong cái ánh mắt của bạn ấy. Thực ra thì trong hai lần hẹn hò vừa rồi thì em cũng chưa thực sự cảm nhận được cái sự nghiêm túc và sự muốn tìm được nửa kia của mình ở anh. Nó khác với mục đích của em. Và thông qua chương trình em muốn tìm được nửa kia của mình. Em cảm ơn anh. Mình nghĩ là anh ấy sẽ bất ngờ về gương mặt của mình. Xinh bình thường nhưng mà vì hay cười nên cũng nhiều người khen là rất là duyên. Theo như tưởng tượng của mình, Lila sở hữu một khuôn mặt dài hình trái xoan, đằm thắm, chững chạc. Và giờ đây hãy cùng chiêm ngưỡng gương mặt thật của Lila. Wow, thật là một gương mặt đầy nghị lực, tươi tắn và xinh đẹp đúng không nào? Liệu với gương mặt này, Lila có làm Hoàng Thành bất ngờ không nhỉ? Cảm nhận của anh về em như thế nào? Có giống trong tưởng tượng của anh không? Em là một cô gái rất là xinh, có một cái vẻ đẹp khá là chững chạc, chín chắn theo đúng như cái suy nghĩ cũng như là cái tưởng tượng của anh. Lời nhận xét đấy mình cũng được nghe nhiều rồi, sáo rỗng, rất là chung chung. Em thấy lời nhận xét của anh nghe có vẻ không thật lòng lắm. Nó như là lời giữ phép lịch sự ấy nhỉ? Nhưng thôi, không sao, bây giờ em phải về rồi. Em chúc anh sẽ gặp thật nhiều thành công trong cuộc sống. Em cảm ơn. Mình nghĩ rằng với Lila, một người đàn ông từng trải hơn sẽ có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Hy vọng em sẽ thành công với dự định mở riêng những trung tâm của em. Mình cũng có một vài chia sẻ muốn gửi đến những bạn đã và đang là single mom như mình, là luôn luôn biết yêu bản thân, trân trọng bản thân, biết được giá trị của mình, cố gắng, nỗ lực trong cuộc sống. Quan trọng nhất là luôn luôn tự tin vào bản thân. Lúc đó thì bạn sẽ thấy cuộc sống vẫn rất là tươi đẹp. Bạn hãy đối xử tốt với bản thân mình và bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Vậy là bà mẹ một con Lila đã ra về. Giờ đây chỉ còn lại Hoàng Thanh và Kiều Diễm. Cả hai sẽ có quyết định như thế nào? Cảm ơn em rất nhiều. Anh là trai Hải Dương và trai Hải Dương sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình. Anh tin tưởng rằng cái lựa chọn của trái tim của anh là đúng. Mình nghĩ rằng Diễm không phải là một cô gái với ngoại hình quá xinh xắn, nhưng có một vẻ đẹp hài hòa. Và giờ đây, hãy cùng chiêm ngưỡng gương mặt thật của Kiều Diễm. Wow, chồng cô thật rạng rỡ, cuốn hút và đầy sức trẻ. Còn đây là gương mặt thật của Hoàng Thanh. Wow, chàng MC ca sĩ Hải Dương rất điển trai và bắt mắt đúng không nào? Cả hai sẽ cùng đối diện với gương mặt thật của nhau ngay bây giờ. Hiện tại giờ phút này thì mình cũng rất là hồi hộp và gương mặt của bạn có như thế nào thì lựa chọn của trái tim của mình vẫn sẽ không thay đổi. Rất là xinh. Em cảm ơn. Nhìn anh rất là đẹp trai. Nhìn khác với lại tưởng tượng của em nghĩ ban đầu, nhưng mà không thể thất vọng tí nào. Anh cũng như vậy, anh cũng không nghĩ em lại sở hữu một gương mặt góc cạnh như thế này. Gương mặt góc cạnh này nó có làm anh thấy khó chịu không? Anh cảm thấy khá là hài lòng.
Bạn ấy có một sự thu hút đối với cả người đối diện, từ đôi mắt đến tất cả những chi tiết trên gương mặt, rất là hài hòa với nhau. Anh chỉ khác với dự đoán của em là mặt anh bầu bỉnh, rất là dễ thương. Bầu bỉnh. Anh nghĩ rằng quyết định của anh là đúng. Là anh đã không thấy hối hận đúng không ạ? Em cứ bình tĩnh và nhìn thẳng mắt anh, nói thật chậm lại nhé. Em cảm ơn anh vì đã lựa chọn em là người cuối cùng của anh. Em cảm thấy giây phút này thật là hạnh phúc. Chương trình này đã có thể đem em đến với anh, và em cảm thấy đây là một điều rất là hài lòng trong cuộc đời. Bây giờ em có thể tiết chế lại được không? Nói chậm hơn một chút. Ba từ. Em yêu anh. Thử đi. Em yêu anh. Em yêu anh. Nắm tay Diễm thì mình cảm thấy khá hồi hộp, có rất nhiều những cái cảm xúc mà mình không thể diễn tả nổi. Rất hy vọng Diễm sẽ đến vòng sân banh. Nến đã cháy bập bùng, còn rượu vang đã được ướp lạnh chỉ chờ người thưởng thức. Và kia rồi, Kiều Diễm đã xuất hiện. Trông cô nàng thật xinh tươi và rạng rỡ. Không biết giờ này Hoàng Thanh đã đi đến đâu rồi? Có biết Kiều Diễm đang khấp khởi mừng lại pha chút bồn chồn lo lắng đợi ở đây không? Thời gian cứ túc tắc trôi mà Hoàng Thanh vẫn chưa xuất hiện. Sự lo lắng đã hiện rõ nơi Kiều Diễm. Và kia rồi, Hoàng Thanh đã đến cùng nụ cười hạnh phúc trên môi. Em cứ tưởng là anh sẽ không tới. Em đợi anh luôn nha. Rượu nồng đã ngấm vào môi và những ánh mắt đông đầy tình cũng đã trao nhau thật đắm đuối. Chúc cho điểm khởi đầu này sẽ được nối dài bằng một câu chuyện tình yêu thật đẹp của hai bạn nhé. Bạn có tin vào tình yêu đích thực không bằng đến ngoại hình? Đón xem Lựa chọn của trái tim 20:30 thứ tư hàng tuần trên VTV.